Điều khiển giọng nói này thì các bác có thể ấn vào phím khiển giọng nói này để các bác có thể chọn bất cứ cái gì, nhất là khi karaoke thì các bác chọn bài rất là tiện. Em sẽ thử cho các bác thấy, kiểm tra thời tiết này. Thời tiết hôm nay. Dự báo thời tiết tại thành phố Sông Công hôm nay 20 độ và trời đẹp. Vâng, đấy, thời tiết Sông Công hôm nay rất là đẹp, 20 độ C. Ngoài ra thì các bác có thể chọn bài karaoke. Em chọn thử Phố Đêm karaoke. Đấy, các bác có thể thấy là sẽ hiển thị hết các cái tôn nam và tôn nữ đây. Các bác có thể chọn rất là tiện. Các bác chọn bất cứ cái bài gì hay là bác muốn tìm hiểu gì thì các bác có thể ấn giọng nói. Ai cũng có thể sử dụng được, rất là dễ, rất là đơn giản. Ngoài ra thì chi tiết thì các bác có thể liên hệ với bên em với số điện thoại 0912669059 để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký mua sản phẩm. Thì các bác ở gần thì bên em sẽ hỗ trợ lắp đặt. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất là vui được giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn một cái sản phẩm công nghệ mới. Đó là một sản phẩm của FPT Playbox. Vâng, thì thưa quý vị và các bạn, đây là một sản phẩm cho các bác sử dụng cho những cái dòng TV đời cũ mà chưa có internet. Thì đây là một sản phẩm rất là thông minh các bác nhé. Có sử dụng điều khiển giọng nói, khi các bác có thể gọi bằng giọng nói, các bác tìm kiếm bất cứ một thứ gì trên YouTube hay là trên truyền hình, các bác đều có thể gọi điều khiển giọng nói để tìm kiếm. Thì đây là một sản phẩm chính hãng của FPT. Và em có thể mở cái ra giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn. Vâng, ok, thì các bác có thể thấy đây là chiếc đầu FPT Playbox với model là S400 các bác nhé. Thì gồm có công tắc nguồn này, rồi các cổng kết nối nguồn điện này, AV này, cổng HDMI để các bác kết nối với TV này, với cổng mạng LAN các bác nhé. Nếu các bác nào để gần đầu Wi-Fi thì các bác có thể cắm cái cổng mạng LAN này. Ngoài ra thì các bác có thể bắt internet, bắt Wi-Fi. Vâng, chọn bắt trực tiếp Wi-Fi. Và đây là cổng xuất ra cổng quang. Với những cái sản phẩm hiện nay thì như những chiếc vang, rồi những chiếc máy nâng tiếng thì cũng có thể giải mã cái tín hiệu cổng quang này cho cái chất lượng âm thanh rất là cao. Và tiếp theo phụ kiện kèm theo thì các bác có thể thấy là một cái dây HDMI này, kèm theo một cái dây các bác cắm mạng LAN này, và dây AV, các bác có thể kết nối dây AV, rồi một cái nguồn điện ăn master. Với nguồn điện này là đầu ra là 12V và 1A. Với một quyển sách hướng dẫn sử dụng của FPT chính hãng và một chiếc điều khiển. Vâng, điều khiển thì các bác có thể thấy một điều khiển rất là thông minh này. Điều khiển của box TV. Rồi các bác có thể chọn phím gọi giọng nói đây. Thì khi các bác ấn vào phím này thì các bác có thể gọi các cái chương trình mà mình muốn xem, như là chọn các bài hát rất là tiện. Đó, thì các cái cổng kết nối đây thì rất là đơn giản. Các bác có thể kết nối nguồn điện này. Đấy, khi các bác kết nối nguồn điện thì nếu mà bác sử dụng nguồn
dây AV, các bác có thể cắm cái đường AV này. Rồi các bác có thể cắm tiếp theo là cắm cái cổng cổng HDMI này để các bác kết nối với TV. Rồi nếu các bác sử dụng mạng LAN thì các bác cắm mạng LAN vào. Còn nếu các bác sử dụng Wi-Fi thì các bác có thể chọn Wi-Fi. Và đây là dây để các bác kết nối cổng quang. Nếu các bác sử dụng cái cổng tín hiệu ra cái dàn thiết bị thì các bác dùng cái cổng quang. Rồi ok, thì mời quý vị và các bạn cùng xem em kết nối với chiếc TV để các bác có thể trải nghiệm cái giọng nói với tính năng thông minh của đầu FPT Playbox. Vâng, và em đã kết nối chiếc đầu FPT Playbox với chiếc TV bằng dây HDMI đây các bác nhé. Vâng, và đây em đã kết nối với chiếc TV. Với mạng thì em bắt Wi-Fi, bắt trực tiếp Wi-Fi. Thì các bác có thể thấy là rất nhiều các cái ứng dụng truyền hình này, shopping TV các bác có thể mua sắm trên này, rất là tiện, thể thao. Rồi các cái kênh ca cộng. Với các cái gói ca cộng này thì các bác có thể kích hoạt thêm bên ngoài các bác nhé. Rồi HBO Go này thì bản quyền của FPT cũng đã mua chương trình 1 năm. Ngoài ra thì những chương trình mà thuê bao thì các bác có thể sau hết thời hạn 1 năm là các bác có thể mua thêm. Còn 150 kênh miễn phí các bác nhé, xem truyền hình TV. Rồi vào đây rất là nhiều các cái chương trình thiếu nhi, rồi học online, các cái gói đặc sắc, rồi phim chiếu rạp, rồi hệ TV 4K thì đều được FPT hỗ trợ 4K các bác nhé. Thì ngoài cái phim mà về những cái phần thuê bao ấy thì các bác có thể đăng ký thêm sau 1 năm. Rồi rất nhiều các cái ứng dụng khác. Đây đặc biệt là với cái phần karaoke thì các bác có thể vào ứng dụng karaoke này, các bác hát trực tiếp trên ứng dụng này sẽ chấm điểm các bác. Rồi chọn bài rất là tiện. Với cái tính năng điều khiển giọng nói này thì các bác có thể ấn vào phím khiển giọng nói này thì các bác có thể chọn bất cứ cái gì. Nhất là khi karaoke thì các bác chọn bài rất là tiện. Em sẽ thử cho các bác thấy kiểm tra thời tiết này. Thời tiết hôm nay. Dự báo thời tiết tại thành phố Sông Công hôm nay 20 độ và trời đẹp. Vâng, đấy, thời tiết Sông Công hôm nay rất là đẹp, 20 độ C. Ngoài ra thì các bác có thể chọn bài karaoke. Em chọn thử phố đêm karaoke. Đấy, các bác có thể thấy là sẽ hiển thị hết các cái tôn nam và tôn nữ đây. Các bác có thể chọn rất là tiện. Các bác chọn bất cứ cái bài gì hay là bác muốn tìm hiểu gì thì các bác có thể ấn giọng nói. Ai cũng thể sử dụng được, rất là dễ, rất là đơn giản. Ngoài ra thì chi tiết thì các bác có thể liên hệ với bên em với số điện thoại 0912669059 để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký mua sản phẩm. Thì các bác ở gần thì bên em sẽ hỗ trợ lắp đặt tại nhà. Còn bác nào ở xa thì bên em có thể cài đặt sẵn cho các bác về, các bác chỉ cắm vào là ok, với kết nối với mạng nhà các bác. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau.